Sanatani Sikha Padang Samadhiya Mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucha Sena Maha Sajana Que Ramani Sikha Badang Samadhiya Mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucha Sayana Maha Sayana We Chamani Sikha Padang Samadhiya Mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang gassamana gatang puttapanyatang uposathang imang charatin imang chajiwasang sammadeva afirakitum sammadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha badani bokasi valasena iman jaratan iman jidivasang satukang katwa apamadena sammarakitabang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. A ma phan ti, chúng con xin thành kính phụng hành. Sì lê na su ga tân nhanh ti, sì lê na phu sám ba đa, sì lê na nghiệp bố tân nhanh ti, ta sma sì la vui sô, tha dê. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh, ngưỡng mong pha bào đức lành từ dương. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lỗi vô minh. Từ thân hậu y sanh, ngưỡng mong tăng bào đức lành từ dương. Bhagavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhutana bhavana sada sati bhavantu te. Bhagavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammana bhavana sada sati bhavantu te. Bhagavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghana bhavana sada sati bhavantu te. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư Tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người.
Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu sa thu lành thai lành thai. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Thành đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Và sa thú kính cảm ơn cô chư pháp. Con thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Tề Siêu cùng chư tôn đức, và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Thành đã thay mặt chư tăng truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử. Cảm ơn sư Tuệ Ngọc đã thay mặt chư tử thọ Bát Quan Trai Giới. Nam mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật pháp Bồ Đề Tham Mắt trên mạng internet qua podcast Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối, Boston 7:30 đến 9:30 sáng, New York 8:30 đến 10:30 sáng, Cali 5:30 đến 7:30 sáng, Paris 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney 12:30 tối đến 2:30 sáng. Con đang nhận nguyện thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ năm, ngày 10 tháng 3 năm 2022, Phật lịch 2565, môn học Thắng Pháp, Abhidhamma, chương 8, Thoát Yếu Dương Trợ, Paccaya Sangha, bài 66, tổng quan phần 1, định lý duyên hệ, Bát Tha Na Na Vô tiếp theo, Hòa Thượng Tề Siêu biên soạn và giảng giải. Mở đầu. Hai vị uống duyên phân tích thành 52 duyên. Trong 24 duyên, có 14 duyên không chia và 10 duyên chia 38 duyên rộng, mới ra 52 duyên như sau. 1. 1. Nhân duyên, hệ tu bách chạy vô. 2. 2. Cảnh duyên, Aramana bách chạy vô. 3. Trưởng duyên, Ahi bách chạy vô, chia 3 duyên. 3. Câu sanh trưởng duyên, Sa cha ta thi pati paccayo. 4. Cảnh trưởng duyên, Aramana thi pati paccayo. 5. Phật cảnh thiền sanh trưởng duyên, Vattharamana pure cha ta thi pati paccayo. 4. 6. Vô gián duyên, Anantara paccayo. 5. 7. Liên tiếp duyên, Samanantara paccayo. 6. 8. Câu sanh duyên, Sahachata Pachayo. 7. 9. Hữu tương duyên, Anyanmanya Pachayo. 8. Y chỉ duyên, Naya Pachayo, chia 3 duyên. 10. Câu sanh y duyên, Sahachata Nisaya Pachayo. 11. Vật tiền sanh y duyên, Vattu-bu-re-cha-ta-nissaya pachayo. 12. Vật cảnh tiền sanh y duyên, Vattha-ram-ma-na-bu-re-cha-ta-nissaya pachayo. 9. Cận y duyên, Ubanissaya pachayo, chia 3 duyên. 13. Cảnh cận y duyên, Aram-ma-na-nu-ba-nissa Nisaya Pachayo. 14. Vô gián cận y duyên, Ananta Rupa Nisaya Pachayo. 15. Thường cận y duyên, Pakattu Panisaya Pachayo. 10. Tiền sanh duyên, Urechata Pachayo, chia 3 duyên. 16. Vật tiền sanh duyên, Vattu Urechata Pachayo. 17. Cảnh tiền sanh duyên, Aramana Pureja Tat Pachayo. 18. Vật cảnh tiền sanh duyên, Vattharamana Pureja Tat Pachayo. 11.
19 hậu sanh duyên. Bát cha cha tắc bát cha vô. 12 20 trùng dụng duyên. A se quán bát cha vô. 13 nghiệp duyên. Cầm mắt bát cha vô chia ba duyên. 21 câu sanh nghiệp duyên. Sa cha tắc cầm mắt bát cha vô. 22 dị thời nghiệp duyên. Na nắc khan nít cầm mắt bát cha vô. 23 vô gián nghiệp duyên. Anh anh ta cầm mắt bát cha vô. 14 24 quả duyên. 13 các bát cha vô. 15 Phật thực duyên. Ahara bát cha vô chia hai duyên. 25 sắc Phật thực duyên. Rupa hara bát cha vô. 26 danh Phật thực duyên. Namahara bát cha vô. 16 huyền duyên. Indriya bát cha vô chia ba duyên. 27 câu sanh huyền duyên. Sahaja tình kriya bát cha vô tiền sanh huyền duyên. Pureja tình kriya bát cha vô. 29 sắc mạng huyền duyên. Rupa chi quý tình kriya bát cha vô. 17 30 thiền na duyên. Cha nát bát cha vô. 18 31 đồ đạo duyên. Mắt gác bát cha vô. 19 32 tương ưng duyên. Sam bá dô tắc bát cha vô. 20 bất tương ưng duyên. Quý bá dô tắc bát cha vô chia bốn duyên. 33 câu sanh bất tương ưng duyên. Sa cha ta quý bá dô tắc bát cha vô. 34 Phật tiền sanh bất tương ưng duyên. Quá thức vô rề trà ta quý bá dô tắc bát cha vô. 35 Phật cảnh tiền sanh bất ưng Phật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên. Quá tha ram mã nát vô rề trà quý bá dô tắc bát cha vô. 36 Hậu sanh bất tương ưng duyên. Bát cha trà ta quý bá dô tắc bát cha vô. 21 Hiện hữu duyên. Ất thí bát cha vô chia bảy duyên. 37 câu sanh hiện hữu duyên. Sa cha tát thi bát cha vô. 38 Phật tiền sanh hiện hữu duyên. Quá thức vô rề cha tát thi bát cha vô. 39 cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. A ram ma na vô rề cha tát thi bát cha vô. 40 Phật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Bát tha ram ma na bu re cha tát thi bát cha vô. 41 Hậu sanh hiện hữu duyên. Bát cha cha tát thi bát cha vô. 42 Phật thực hiện hữu duyên. A ha rát thi bát cha vô. 43 Quyền hiện hữu duyên. Indriya thi bát cha vô. 22 44 vô hữu duyên. Nát thi bát cha vô. 23 45 ly khứ duyên. Vigata bát cha vô. 24 bất ly duyên. Avigata bát cha vô chia bảy duyên. 46 câu sanh bất ly duyên. Sahaja ta vikata bát cha vô. 47 Phật tiền sanh bất ly duyên. Vatupurecha ta vikata bát cha vô. 48 Cảnh tiền sanh bất ly duyên. Aramana purecha ta vikata bát cha vô. 49 Phật cảnh tiền sanh bất ly duyên. Quát tha ram ma na bu re cha ta quý ca ta bát cha vô. 50 Hậu sanh bất ly duyên. Bát chi ha cha ta quý ca ta bát cha vô. 51 Phật thực bất ly duyên. A ha ra quý ca ta bát cha vô. 52 Quyền bất ly duyên. In tri ya quý ca ta bát cha vô. 52 duyên phân theo chín giống. Giống Chà tí
là đặc tính của pháp duyên trợ, có chính giống duyên. Một, giống câu sanh, sa trà tu trà tí. Các duyên có đặc tính năng duyên trợ sở duyên bằng cách đồng sanh cùng lúc. Các duyên đó thuộc giống câu sanh. Có 15 duyên giống câu sanh là nhân duyên, câu sanh trưởng duyên, câu sanh duyên, hữu tương duyên, câu sanh y duyên, câu sanh nghiệp duyên, dị thục quả duyên, danh vật thực duyên, câu sanh quyền duyên, thiền na duyên, đồ đạo duyên, tương ưng duyên, câu sanh bất tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. Hai, giống cảnh aramanacchati. Những duyên có đặc tính năng giúp sở bằng cách làm đối tượng sở tri cho sở duyên, gọi là những duyên thuộc giống cảnh. Có 12 duyên là cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh cận y duyên, cảnh tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, cảnh tiền sanh bất ly duyên, và cảnh tiền sanh trưởng duyên, và cảnh tiền sanh y duyên, và cảnh tiền sanh duyên, và cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên, và cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, và cảnh sanh bất ly duyên. 3. Giống vô gián anantaracchati. Những duyên có đặc tính năng giúp sở bằng cách vắng mặt, trợ sanh tiếp nối không gián đoạn. Những duyên ấy thuộc giống vô gián. Có 7 duyên là vô gián duyên, liên tiếp duyên, vô gián cận y duyên, trùng dụng duyên, vô gián nghiệp duyên, vô hữu duyên, ly khứ duyên. 4. Giống vật tiền sanh Vatupure cha ta cha. Những duyên có đặc tính năng là sắc vật sanh trước đủ mạnh mới trợ cho sở, là tâm pháp nương sanh. Có 6 duyên là vật tiền sanh duyên, vật tiền sanh y duyên, vật tiền sanh quyền duyên, vật tiền sanh bất tương ưng duyên, vật tiền sanh hiện hữu duyên, vật tiền sanh bất ly duyên. Năm, giống hậu sanh Pachiha cha ta cha ti. Những duyên có đặc tính là năng giúp sở bằng mãnh lực sanh sao làm hậu thuẫn, gọi là những duyên thuộc giống hậu sanh. Có 4 duyên là hậu sanh duyên, hậu sanh bất tương ưng duyên, hậu sanh hiện hữu duyên, sanh hiện hữu duyên, hậu sanh bất ly duyên. 6. Giống vật thực aharacchati. Duyên có đặc tính năng giúp sở bằng cách làm thức ăn bồi dưỡng. Năng duyên là sắc vật thực, đó gọi là duyên thuộc giống vật thực. Có 3 duyên là sắc vật thực duyên, vật thực hiện hữu duyên, vật thực bất ly duyên. 7. Giống sắc mạng quyền rupa jivitindriyacchati. Giống duyên này chỉ là sắc mạng quyền làm năng trợ giúp. Có 3 duyên là sắc mạng quyền duyên, quyền hiện hữu duyên, quyền bất ly duyên. 8. Giống thường cận y pakkatubanissayacchati. Giống duyên này chỉ có 1 duyên là thường cận y duyên, kể là một giống duyên bởi đặc tính trợ giúp không có như các trường hợp khác, năng giúp sở bằng mãnh lực thói quen quân tập. 9. Dị thời nghiệp duyên nanakkhanikakammacchati. Đây cũng chỉ có một duyên giống dị thời nghiệp, nhưng vẫn kể là một giống duyên vì đặc tính khác biệt với mọi trường hợp.
năng duyên, như hạt giống tốt xấu tạo ra sở duyên là quả. Một duyên ấy là dị thời nghiệp duyên. 52 duyên phân theo mãnh lực sati. Mãnh lực sati là sự tác động của năng duyên đối với sở duyên. Có 3 mãnh lực duyên. 1. Mãnh lực trợ sanh chanaka sati. Trong 52 duyên có 9 duyên là mãnh lực trợ sanh: vô gián duyên, liên tiếp duyên, vô gián cận y duyên, vô hữu duyên, ly khứ duyên, thường cận y duyên, trùng dụng duyên, dị thời nghiệp duyên, vô gián nghiệp duyên. 2. Mãnh lực ủng hộ upatthambhakassati. Trong 52 duyên có 4 duyên là mãnh lực ủng hộ: hậu sanh duyên, hậu sanh bất tương ưng duyên, hậu sanh hiện hữu duyên, hậu sanh bất ly duyên. 3. Mãnh lực bảo tồn anubbalakkhasati. Trong 52 duyên có 3 duyên là mãnh lực bảo tồn: sắc mạng quyền duyên, quyền hiện hữu duyên và quyền bất ly duyên. Ngoài 16 duyên, 9 duyên mãnh lực trợ sanh, 4 duyên mãnh lực ủng hộ, 3 duyên mãnh lực bảo tồn. 36 duyên còn lại trong 52 duyên vừa là mãnh lực trợ sanh, vừa là mãnh lực ủng hộ. Chanak upatthambhakassati. Nhất định lý duyên hệ. Biên soạn giáo trình tỳ siêu, tỳ siêu âm và thiện tỳ siêu. Bài học đến đây đã chấm dứt. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Tài Siêu Từ Bi thuyết giảng nội dung bài học. Xin quý Phật tử hoan hỷ chờ đợi trong giây lát. Có lẽ là dạ, dạ kính thỉnh Hòa Thượng Tiểu Siêu. Dạ. Anh đừng bỏ bất thai nha. Hôm nay và thượng giác đẳng hoan hỷ chú ý giùm, có thể chút xíu nữa khi chúng tôi không có giảng nổi nữa, lý do hôm nay bị cảm, mình đau rát cổ khó chịu quá, anh lại muốn lên sốt nữa. Cho nên nếu mà không có kéo dài được, xin Hòa Thượng giúp dùm cho. Hôm nay thì chúng ta học cái phần tổng kết của duyên hệ. Trong cái phần tổng kết của duyên hệ, thì chúng ta
Trước hết thì chúng ta nói về duyên rộng nó chia, ở duyên hẹp nó chia thành duyên rộng. Rồi cái thứ hai đó là chúng ta nói về chính cái giống duyên. Và phần thứ ba là chúng ta nói về mãnh lực. Chỉ có ba phần đó thôi. Khi mà chúng ta học về duyên hệ, chúng ta phải nắm cho vững được ba cái cạnh này. Bởi vì ở trong chánh tạng, xưa kia Đức Phật Ngài thuyết một từ nhân duyên cho đến bất lợi duyên, 24 duyên nữa thôi. Rồi Ngài phân ra theo đồ đề tam, đồ đề nhị. Các vị Asle, vì sau này đó, các vị có phân tích thêm để giúp cho chúng ta dễ nhớ. Như trường hợp cái khía cạnh thứ nhất, thì 24 duyên mà các ngài phân thành 52 duyên, ở đây tại sao phân ra như vậy? Đức Phật Ngài có thuyết gì vậy không? Xin thưa rằng có. Rõ ràng trong chánh tạng đó, khi mà Đức Phật Ngài trình bày từ ở trong chi pháp đó, những ngày qua chúng ta học đó, thì chúng ta thấy khi Đức Thế Tôn Ngài lý giải về mỗi một duyên, Ngài đã nói rất nhiều khía cạnh. Và do vì có nhiều khía cạnh như vậy đó, chúng ta hậu sanh, chúng ta khó nắm bắt, chúng ta không biết làm sao để nhớ. Vậy cho nên các ngài mới phân trong 24 duyên đó, thì có 14 duyên không chia. Tức là 14 duyên này Đức Phật nói chi pháp đầy đủ gọn nhẹ, cho nên không có phân tích thêm nữa. Mười duyên ở trong 24 duyên, mười duyên này thì nó lại có cái chi pháp rộng rãi, cho nên chia ra trong mười duyên đó chia thành 38 duyên. Thí dụ như duyên thứ ba, chánh tạng Đức Phật Ngài chỉ nói thiết và thiết bách chỉ vô là ba duyên thôi, là trưởng duyên thôi. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy ở trong tạng thì Ngài nói có trường hợp dục trưởng, trưởng tâm trưởng, thẩm trưởng,
chú trưởng đó ở trợ cho các quẩn đồng sanh. Rồi cảnh sát, cảnh thân, cảnh khí, cảnh suy, cảnh sốc đó. Mình hấp dẫn, thu hút tâm, nó sẽ trợ cho tâm bằng cách là tưởng duy. Thì bốn trưởng mà trợ cho các pháp đồng sanh thì các vị giáo thọ, các vị xà lê, ngài đặt tên cho nó là câu sanh trưởng duyên. Rồi khi sáu cảnh mình nó có cái tính hấp dẫn, nó trợ cho tâm sinh khởi, thì như vậy cái trường hợp này gọi là cảnh trưởng duyên. Rồi có một cái trường hợp nữa là ở trong trưởng duyên đó có nói đến cái trường hợp trong giờ phút lâm chung sắp chết, chúng sanh khởi lên cái tâm luyến tiếc cái sự sống, được ái sự sống, bám biếu vào cái sự sống. Thì lúc đó chỉ còn là nhịp đập của trái tim, do đó sắc ý vật cần tử nó vừa làm chỗ nương sanh cho tâm cần tử, mình vừa làm cảnh trưởng cho tâm cần tử, cho nên chỗ này được các thầy đặt tên là vào cảnh thì sanh trưởng duyên. Như vậy thì trưởng duyên trong chánh tạng A Thiết Tế Bát Chánh Giá, nếu mà phân tích theo chi pháp đó, thì nó gồm có câu sanh trưởng duyên, cảnh trưởng duyên và vật cảnh thì sanh trưởng duyên, phân ra ba như vậy. Nhân duyên, cảnh duyên thì để nguyên không có chia này. Mà trưởng duyên chia làm ba, do vậy cho nên đứng vào cảnh thì sanh trưởng duyên thì chúng ta thấy có năm rồi đó. Trong khi chánh tạng có ba duyên mà nó rộng thì có rồi vô gián duyên, liên tiếp duyên, khâu sanh duyên, hở tương duyên, không có chia, không có chia nữa. Nhưng mà nói đến y chỉ duyên, nếu sẽ giáp phải chỉ giá thì y chỉ duyên ở đây đó, lời giải thích ở trong chánh tạng đó, thì từ đó mới định danh y chỉ duyên này nó có câu sanh y duyên, vật tỳ sanh y duyên, vật cảnh tỳ sanh y duyên. Cho nên đối đến cái duyên thứ 8 của chánh tạng thì ở đây phân rộng theo chú giải thì chúng ta có được 12 duyên rồi. Thật ra đó, tính toán cái này đó thì bài đã ghi sẵn
mở cái trang nhật hành lý bài ra chúng ta đọc cũng được. Chúng ta sẽ biết như thế nào, chứ ở đây không cần phải giải cái lý, bởi vì chỗ này không có. Bây giờ thì chúng tôi chỉ nói tóm tắt như thế này. Chánh tạng thì Đức Phật Ngài nói nhân duyên, cảnh duyên, vô gián duyên, liên tiếp duyên, câu sanh duyên, hộ thân duyên, ý chí duyên, sanh duyên, hộ sanh duyên, trùng dụng duyên, nghiệp duyên, quả duyên, vật thật duyên, quyền duyên, thì na duyên, đồ đạo duyên, bất tương duyên, tương duyên, bất tương duyên, hiện hữu duyên, vô hữu duyên, ly hữu duyên và bất ly duyên. Như vậy chúng ta có tất cả là 24 duyên chánh tạng. Khi mà chúng ta chia thành 52 duyên đó, thì chúng ta sắp xếp cảnh duyên, nhân duyên, cảnh duyên, câu sinh trưởng duyên, cảnh trưởng duyên, vật thì sinh trưởng duyên, vô gián duyên, liên tiếp duyên, câu sinh duyên, hỗ tương duyên, ý chỉ câu sinh y duyên, vật tiền sinh y duyên, và cảnh tiền sinh y duyên, cảnh cận y duyên, vô gián cận y duyên, thường cận y duyên, rồi đến tiền, đến vật tiền sinh duyên, cảnh tiền sinh duyên, cảnh tiền sinh và cảnh tiền sinh duyên, rồi hậu sinh duyên, trùng dụng duyên, câu sinh nghiệp duyên, vì thời nghiệp duyên, vô gián nghiệp duyên, rồi quả duyên, sắc vật thực duyên, trên vật thực duyên, câu sinh quyền duyên, tiền sinh quyền duyên, sắc mạng quyền duyên, là 29 rồi đó. 30 là thiện hạ duyên, 31 là đồ đạo duyên, 32 là tương ưng duyên, 33 câu sinh bất tương duyên, 34 là vật tiền sanh bất tương duyên, 35 là vật cảnh tiền sanh bất tương duyên, 36 là hậu sanh bất tương duyên, 37 là câu sanh hiện hữu duyên, 38 là vật tiền sanh hiện hữu duyên, 39 là cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, 40 là vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, 41 hậu sanh hiện hữu duyên, 42 vật thực hiện hữu duyên, 43 quyền sanh quyền hiện hữu duyên, 44 vô hữu duyên, 45 ly hữu duyên, 46 khổ sanh bất ly duyên, 47 là vật tiền sanh bất ly duyên, 48 vật tiền sanh bất ly duyên, 49 vật tiền sanh cảnh tiền sanh bất ly duyên, vật cảnh tiền sanh bất ly duyên, 50 là hậu sanh bất ly duyên, 51 là vật thực bất ly duyên, và 52 là quyền bất ly duyên. Do đó cho nên ở trong bài khi mà nêu ra đó, thì cái con số không có một đơn á, thì đó là số duyên của chánh tạng, 24 duyên. Và chúng tôi ghi những cái con số thứ tự mà nó nằm trong một đơn á, thì đó là cái duyên mà nói theo chú giải để tiện sắp xếp gì, sắp xếp gì để tiện cho chúng ta học, chúng ta nhớ. Cứ ba duyên hay bốn duyên, năm duyên hay bảy duyên mà chúng ta đi một dòng phía sau cái duyên chính, thì chúng ta cần phải biết những cái duyên phụ đó là nó nằm ở trong nội dung của duyên. Khi mà chúng ta học 24 duyên đó, thì chúng ta khó nhận ra được, và chúng ta không có nắm được cái định lý. Bởi vì ở trong đó
đó nó có cái sự hòa trộn xen kẽ, cho nên chúng ta không nắm được cái đặc tính hay là giống của duyên. Nhưng nếu mà chúng ta nói theo 52 duyên đó, thì trong 52 duyên đó chúng ta chia ra, trong đó 15 duyên trong 52 duyên đó, như là nhân duyên, câu sanh tưởng duyên, câu sanh duyên, hổ thương duyên, câu sanh y duyên, câu sanh nghiệp duyên, dị thuộc quả duyên, danh luật thực duyên, câu sanh quỳ duyên, thì na duyên, đồ đạo duyên, tương duyên, câu sanh bất tương ưng duyên, câu sanh hưởng hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. 15 duyên đó chúng ta học, chúng ta sẽ thấy cái đặc tính hay là giống của nó thuộc giống câu sanh sa ha cha cha ta cha tí. Có nghĩa là những cái duyên, 15 duyên mà vừa kể đó, thì năng duyên, năng giúp cho sở bằng cách là đồng sanh. Thí dụ như nhân duyên, thì ở đây sáu nhân tương ưng, tham sân si hoặc vô tham vô sân vô si, nó đồng sanh với tâm thiện hoặc tâm bất thiện, hay là tâm vô khí. Thì nhân tương ưng đó, nó là danh pháp, nó thuộc hành huấn, và nó cho các danh pháp đột sanh như thọ tưởng hành thức, và trợ cho sắc tâm đồng sanh. Cái trường hợp nào sở duyên cũng là đồng sanh với năng duyên, cho nên 15 duyên này chúng ta kể như là giống cầu sanh, chúng ta nhớ. Và thứ hai đó, gọi là giống cảnh. Thế nào là giống cảnh? Aramanachati. Ở đây thưa quý vị, duyên nào trong 52 duyên mà năng nó trợ cho sở bằng cách nhìn đối tượng, cho sở biết, cho sở duyên biết, thì như vậy duyên đó được gọi là, được gọi cảnh duyên, được gọi là giống, giống cảnh, được gọi giống cảnh. Trong 52 duyên chúng ta có 12, có 12 duyên nó thuộc về giống cảnh, như là cảnh duyên, cảnh tưởng duyên, cảnh cận ý duyên, cảnh tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, cảnh tiền sanh bất ly duyên, cảnh tiền sanh trưởng duyên, cảnh tiền sanh y duyên, cảnh tiền sanh vật cảnh tiền sanh duyên, và cảnh tiền sanh bất tương duyên, vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, và vật cảnh tiền sanh bất duyên. Quý vị sẽ hỏi rằng, cứ nêu tên như vậy đó thì làm sao mình biết chi pháp? Ở đây thưa quý vị, chi pháp đã nói ngay từ khi mà chúng ta định nghĩa về 24 duyên, chúng ta đã có kê khai lý giải. Cái phần chánh đẳng lý giải là ở trong đó chúng ta cũng có kê khai. Vì trong chánh đẳng lý giải ra những cái chi pháp nào được gọi là tỳ sanh, thì lúc đó các vị A-sa-lê, các ngài sẽ phân ra tỳ sanh y duyên, nó có bao nhiêu duyên được chia, được tách ra. Thì ở đó chúng ta đã được nêu chi pháp, cho nên cũng không phải là khó khăn gì cho chúng ta mà phải mất cái thời gian thì lặp lại. Khi mà chúng ta học thắng pháp này đó, học về pháp yếu ở Tỳ Đàm đó, là chúng ta nêu ra như vậy. Sắp tới đây quý vị sẽ được nghe lại cái môn
chúng tôi sẽ học lại cái môn này được gọi là cái môn thắng pháp phổ thông do Hòa Thượng Giác Đẳng biên soạn giáo trình và giảng giải. Thì lúc đó chúng ta học lại, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Rồi cái giống duyên thứ ba đó gọi là giống vô gián, Anantarachati, tức là những duyên trong 52 duyên có cái đặc tính năng giúp sở bằng cách là vững, nhưng mà trợ tiếp nó không gián đoạn, thì gọi những cái duyên ấy thuộc giống vô gián. Thì ở trong 52 duyên đó, thưa quý vị, nó chỉ có 7 duyên nó thuộc giống vô gián thôi, tức là vô gián duyên, liên tiếp duyên, đẳng vô gián duyên, trùng dụng duyên, vô gián nghiệp duyên, vô hữu duyên, ly khứ duyên. Chúng ta cứ mường tượng ra những cái duyên này, 7 duyên này năng giúp cho sở một cách vắng mặt, và nó tiếp nối với nhau như là sống sau xô nó sống trước vậy đó. Này nó cũng không phải là khó khăn lắm nè. Cái giống duyên thứ tư gọi là giống vật tiền sinh duyên. Giống vật tiền sinh duyên là những duyên có đặc tính năng là sắc vật, nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, ý vật sanh trước, đủ mạnh để trợ cho sở duyên là tâm pháp nương sanh. Giống như người mẹ có mặt trong cuộc đời này trước, rồi đến cái tuổi lập gia đình đó, người mẹ mới sanh đứa con, sanh những đứa con. Thì như vậy người mẹ trợ giúp cho con trời, cái đó chúng ta gọi là tiền sanh duyên. Tại người mẹ phải có mặt trước là tiền sanh, sanh trước rồi mới giúp cho con sanh. Thì ở trong 52 duyên đó có 6 duyên nó thuộc về giống vật tiền, quá thú bồ đề cha cha ta cha tín. Là vật tiền sanh duyên, vật tiền sanh y duyên, vật tiền sanh quyền duyên, vật tiền sanh bất thường duyên, vật tiền sanh hưởng hữu duyên, và vật tiền sanh bất ly duyên. Nói tóm lại, tức là những duyên nào mang cái tên chữ đầu về vật tiền sanh quá thú bồ đề cha tăng, thì tất cả những cái duyên đó được nghĩa là giống vật tiền sanh. Thứ năm gọi là giống hậu sanh, bà cha cha ta cha tí, là những duyên có đặc tính là năng giúp sở bằng mãnh lực sanh sao làm hậu thuẫn ví dụ như
dinh thánh, cái thờ của vua, xuất hiện và có cái đội tiền quân đi trước, thì chúng ta sẽ biết rằng có đức vua sẽ đi sau. Vua là năm. Sở là cái đội tiền quân với cờ vua đi trước. Như vậy dấu hậu sanh đó chỉ có bốn duyên thôi, trong năm hai duyên là hậu sanh duyên, hậu sanh bất tương duyên, hậu sanh hưởng hữu duyên, hậu sanh bất ly duyên. Rồi thứ sáu gọi là giống vật thực, ahara chati, ahara chati, ahara chati, giống vật thực duyên. Cái giống duyên vật thực đó, duyên mà thuộc về giống vật thực là như thế nào? Tức là duyên có cái đặc tính năng giúp sở bằng cách làm thức ăn bồi dưỡng. Năng ở đây là sắc vật thực. Cho nên chúng ta tìm ở trong 52 duyên thì nó chỉ có 3 duyên là thuộc về giống vật thực thôi. Những cái giống sau thì nó ít lắm thôi. Giống vật thực này chỉ có 3 duyên ở trong 52 duyên là sắc vật thực duyên, vật thực hiện hữu, vật thực bất ly duyên. Giống hạng quyền, giống sắc hạng quyền gọi là rupa jivitariya chati. Giống duyên này chỉ là sắc hạng quyền làm năng giúp cho các sắc kiệt là sở. Hình như ở đây nè, trong cái câu, trong cái giống mạng quỳ này, cái không biết là chúng tôi viết thiếu hay là bài đánh thiếu. Giống duy này chỉ là sắc mạng quyền làm năng trợ giúp. Ở đây trong 52 duyên chỉ 3 duyên thuộc về giống sắc mạng quyền, đó là sắc mạng quyền duyên, quyền hiệu duyên, quyền bất ly duyên. Dần dần thì nó ít đi. Chúng ta nghe nói chính trong duyên chúng ta tưởng chừng vừa khó học lắm, nhưng không thưa quý vị. Và Ngài Hòa Thượng Tịnh Sử Ngài đã sắp xếp thêm từ nhiều cho đến ít. Lúc ban đầu cái giống cổ xanh thì nhiều nhất là 15 duyên. Rồi giống cảnh còn có 12 duyên thôi. Dính vô gián thì 7 duyên. Và dính bồ tề sanh thì chỉ còn có 6 duyên.
giống hậu sanh còn có 4 duyên, giống Phật thực còn 3 duyên, giống mạng quyền cũng còn cũng 3 duyên. Còn cái giống thường cận y chứ, thứ 8 giống thường cận y, giống duyên này chỉ có 1 duyên cho mình, 52 duyên đó, tức là thường cận duyên và tục có đích giác cái chi giác. Để là một giống duyên bởi vì đặc tính của nó trợ giúp không có như trong các trường hợp khác, năng giúp sở và mảnh lực thói quen quân tập cũng được kể như một, bởi vì không thể ghép ở đâu được hết, ghép vô các giống khác thì nó sai đi ở như thường như duyên thì một phần nó đứng độc lập, nó có cái chức năng lạ hơn người ta, chức năng của nó là thói quen quân tập. Thứ chín đó là chúng ta nói về cái giống nghiệp dị thời là nắp khai nơi cắt cầm mát chờ tí. Đây cũng chỉ có một duyên, cái giống dị thời nghiệp chỉ có một duyên thôi, nhưng vẫn kể là một giống bởi vì cái đặc tính khác biệt với mọi trường hợp. Năng duyên giống như là cái hạt giống tốt xấu tạo ra sở duyên và quả, cho nên một duyên đó tức là dị thời nghiệp duyên. Như vậy thì khi mà chúng ta học 52 duyên thì rộng quá, nếu bao la chúng ta nhớ hết thì thôi, bây giờ chúng ta tìm 15 duyên nào thuộc giống cầu xanh, tức là năng sở đồng xanh với nhau, năng giúp cho sở. Vậy học một giống là chúng ta biết được 15 duyên. Chúng ta học vì giống chữ, nếu cứ duyên nào làm đối tượng, năng duyên làm đối tượng cho sở thì như vậy được gọi là giống cảnh. Thì như vậy chúng ta học cái giống cảnh là chúng ta học được 12 duyên. Với cách thức đó là chúng ta học 12 duyên mau lắm thưa quý vị, học mau lắm. Chúng ta chỉ cần nhớ những con số lớn, cái giống nào, cái cha tí nào mà nó có nhiều duyên nhất, như là giống câu xanh nó tới 17 duyên, 15 duyên nó nhiều nhất, kế là 12, kế là 7, là 6, là 4, là 3, là 1, 1. Để chúng ta học như vậy, đây là cách trình bày để cho chúng ta hiểu. Nhưng mà nếu chúng ta đem gom lại thì chúng ta nói, chúng ta chỉ cần giải thích của chính giống. Thì như vậy là chúng ta đã giảm hết 24 hoặc 52 duyên. Bây giờ chúng ta qua đến cái khía cạnh thứ ba. Khía cạnh thứ ba này, 52 duyên chúng ta phân theo mãnh lực gọi là sắc tiết.
Thế ở trong giới trình về của ngài hòa thượng Thanh Sự, tôi gửi cái trường dạy ở Phú Thâm ở bên Thái Lan, thì ở đây nói bản lực duyên thì chỉ có ba, nghe nói mình có hai thôi, nhưng mà ở đây thì chúng ta nói ta ba mãnh lực này là chúng ta lấy theo Abhidhamma-sutta. Nhưng dứt sở nó có ba trường hợp chúng ta gọi là ba mãnh lực. Dứt những thức là trở sanh, là Janaka, Sati, những như người mẹ mà giúp con chào đời, giới thiệu con vào đời là người mẹ sản sinh nó ra, sanh đứa con nó ra. Còn cái người mẹ nuôi hay là những người hàng xóm hoặc là người trong xã hội mà nuôi đứa bé thì cái đó bằng ảnh lực ủng hộ, nhưng mà không gọi là trợ sinh cho nó cá giống như người mẹ đâu. Cũng vậy, trong hai duyên có chính duyên ở thuộc ảnh lực trợ sinh, tức là năng sanh ra sở, đó là vô gián duyên, liên kết duyên à. Vô gián cận y duyên, vô hữu duyên, liên kết duyên, thường cận y duyên, trụ dụng duyên, vì thời nghiệp duyên, vô gián nghiệp duyên. Kể ra cũng nhiều thưa quý vị, nhưng mà so với 20, so với 52 duyên mà chỉ tìm thấy có 9 duyên năng giúp sở bằng cái mãnh lực trợ sanh thì kể ra cũng khiêm tốn ít. Còn trong 52 duyên mà duyên có mệnh lực ủng hộ thôi đó, tức là năng chỉ có ủng hộ cho sở thôi, thì chỉ có 4 duyên là hậu sinh duyên, hậu sinh đối tư duyên, hậu sinh hiện hữu duyên, hậu sinh bất ly duyên. Thứ ba là nói về mệnh lực sanh tồn. Trong 52 duyên nhớ tồn, trong 52 duyên có chỉ có 3 duyên là có mãnh lực bảo tồn. Bảo tồn tức là gìn giữ cho còn đó, gìn giữ cho còn. Thì ở đây cái này đặc biệt, hồi xưa đến giờ học ít có tìm thấy. Ở đây thưa quý vị, nó chỉ gần có ba duyên là sắc mạng quyền duyên, quyền hiện hữu duyên, quyền bất ly duyên. Như vậy thì đem cộng chung lại duyên mà nó trợ sở bằng ba cái mãnh lực, thì ở đây chúng ta có chín, có bốn, có ba, chín, bốn, mười ba, mười sáu, có 16 duyên. Thì như vậy còn 36 duyên nữa thì nó thuộc về cái mãnh lực nào? Ở đây trả lời cho quý vị,
16 duyên còn lại trong 52 duyên đó là những duyên mà nó vừa mãnh lực trợ sanh và vừa là mãnh lực ủng hộ, trợ sanh và ủng hộ. Nó tới hai mãnh lực. Thì chúng ta nhớ thế này nè, ở trong 52 duyên đó đó thì có chín duyên thuộc, chín duyên là duyên trợ bằng mãnh lực trợ sanh, bốn duyên ủng hộ, ba duyên trợ bằng mãnh lực bảo tồn, và 36 duyên kia thì nó có cả hai cái mãnh lực trợ sanh ủng hộ. Cho nên cái cách mà chúng ta học ở đây đó, nhờ các thầy Asale, các ngài đã nghiên cứu, đã sắp xếp, chúng ta chỉ là những người thừa kế, chúng ta không có một cái sáng kiến nào. Tuy nhiên nếu mà chúng ta thừa kế và đúng nghĩa thì như vậy nó cũng có lợi ích cho mình và chúng ta duy trì được Phật pháp. Vì vậy cho nên chúng tôi cũng hy vọng rằng là các Phật tử chúng ta cố gắng để chúng ta học về cái môn Abhidhamma, hay là chỗ vùng thánh pháp. Nó khô khan thật nhưng mà nó giúp cho chúng ta có cái tri kiến, có cái trí tuệ bé nhạy và có cái tri kiến đúng đắn. Thường thường thì kẻ phàm phu chúng ta, do vì chúng ta không có hiểu biết, không có cái nền tảng, không có cái pháp cốt lõi, cho nên là chúng ta hay chấp điên đảo, chấp sai hiểu lầm. Mà cái này thì nó chí quy, Đức Phật này dạy rằng Asari, Saramatino, Sarechasa, Radasino, Tisarang, Nathivet, Chanti, Bucha, Sankhup, Gojara. Ở trong cái giả mà tưởng là thật, còn ở trong cái thật mà thấy là giả, những chúng sinh ấy không đạt được cái tinh hoa chân lý, không đạt được cái chân lý tinh hoa do cái tư tưởng sai lệch. Sa ran chất sa ra tô nhất toa Asaranja Asarato Tisarang Athikat Chanti Sanga Sankhup Gojara. Còn những người mà biết được thật là thật, giả là giả,
do cái tư tưởng suy nghĩ đúng đắn. Như vậy thì họ sẽ đạt được cái tinh hoa của chân lý. Cho nên chúng ta học về thắng pháp với thưa quý vị, nó sẽ cũng sẽ giúp cho chúng ta nhiều để chúng ta thấy được cái sự thật, thấy được cái chân lý. Chúng ta sẽ tập dần dần. Đấy, cái gì là chân lý chúng ta chấp nhận là chân lý, cái gì đúng phải chấp nhận là đúng, sai thấy là sai. Chúng ta có cái tư tưởng chính xác như vậy để chuẩn bị nó trở thành cái tư tưởng nguyên viên. Đời sau kiếp này mà trong giáo pháp này thì chúng ta không chứng đạo quả, kiếp sau 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 nữa mà chúng ta gặp cái thời kỳ Đức Phật tương lai, dầu cho chúng ta đang là kẻ ngoại đạo, mà hễ được nghe cái pháp mà nó đúng lý thì chúng ta cũng giác ngộ được. Như trường hợp của du sĩ Upatissa, tức là cách gọi tên là tên gọi đặc biệt của ngài Sariputta là Xá Lợi Phất. Ngài với một người bạn của ngài là Kolita, hai người này có cái tốt duyên ở quá khứ, pháp độ nguyện thành thượng thủ thiên văn mà, cho nên trong kiếp hiện tại hai vị đó khi mà sanh làm con ở trong gia đình Bà La Môn giàu có nổi tiếng, hay là trong gia đình của ông Bà La Môn Moggali có thế lực, nhưng mà hai vị công đó nhàm chán cái cuộc đời giả tạo và đi xuất gia làm đạo sĩ. Như ở trong giới sành chay giá, nhưng mà thực ra thì với cái trí tuệ của hai vị đó thì cái giáo thuyết của sanh chay giá không đủ để cho các vị đó suy xét, bởi vì không có chiều sâu, và hai vị đã cảm thấy rằng đây là không phải là con đường bất tử, cho nên họ đã chia tay nhau và bỏ đi về mỗi người một phương. Nhưng mà với lời giáo ước là ai mà đi tìm trước, tìm được chân lý trước thì chỉ đi tìm chỉ lại cho người khác biết. Lúc đó du sĩ Bà Thí Xá, tức là du sĩ Sariputta, gặp được tôn giả Asichi. Vị này chỉ cần khai thị cho ông bài kệ đang du sĩ ngoại đạo đó thưa quý vị, nhưng mà chỉ nghe nói, khi mà hỏi rằng bạch ngài, các căn của ngài được trong sáng thanh tịnh, đạo mạo phi phạm, vậy xin hỏi ngài xuất gia với ai, ai là bậc đầu sư của ngài, và giáo pháp của bậc đầu sư đó dạy ngài cái gì? Thì ngài đó, bần đạo chỉ bần tăng chỉ mới xuất gia, cho nên cũng không có biết nhiều. Tuy nhiên bần tăng sẽ nói cái tóm tắt khi mà thuyết cái câu ye hi tu pa pa wa ta ti san hi tum tha ga to a ha te san cha yo de ro tho e vong qua di mahasamano. Làm những pháp sinh khởi
nó đều có nhân. Và nhân và Đức Như Lai đã chỉ rõ cái nguyên nhân đó. Ngài đình chỉ luôn cả cái sự đoạn diệt của pháp ấy. Đó là lời dạy của bậc Đại Sư Môn. Vừa nghe như vậy thưa quý vị, là du sĩ của Bà Tết Xá đã nhanh chóng lĩnh hội được đây là nói về bốn cái chân lý khổ đế tập đế đế động để chứng quả tu đồ vật mới về lại bài kệ đó cho bạn mình là Cô Lý Tá nghe. Cô Lý Tá nghe xong cũng nhanh chóng lãnh hội và chứng quả tu đồ vật nữa, rồi hai người mới rủ nhau tìm về xuất gia dưới chân Đức Phật, sau này trở thành nhị vị thượng thủ thiên văn của Đức Phật, là tôn giả Xích Lợi Phật và tôn giả Huệ Liên. Khi một người mà có cái tri kiến điên đảo, họ thấy đức cho là sai, sai cho là đúng, họ có đức như vậy đó thì người này họ không tìm gặp được chân lý. Ở trong thời quá khứ xa xưa chắc có lẽ là hai vị đó, Ngài Xá Lợi Phất Huệ Liên, Ngài cũng tạo trí tuệ sâu dày. Ở trong kinh nói rằng là hai vị thượng thủ thiên văn tạo cái pháp độ tương đương với một vị Bồ Tát có cái chí nguyện độc giác, cũng là 20 pháp độ, 10 pháp độ bậc trung, 10 pháp độ bậc hạ. Do đó cho nên cái trí tuệ này rất là sâu sắc, và nhất là Ngài không có chấp nhận theo cái thiên kiến, cái định kiến. Phàm phu chúng ta thì nghe biết ân giác hết, thể tự nhiên thấy hay cái mình vỗ tay. Nhiều khi cái đó nó dở, cái đó nó không phải là chân lý, không phải là cốt lõi, mà chúng ta cũng khen hay. Cái đó là chúng ta bị sai lầm. Do cái sai lầm đó mà chúng ta không bao giờ chúng ta đạt được cái tinh hoa của giáo pháp. Đây là những điều mà chúng tôi gợi ý cho quý vị chút để mà chúng ta học. Bây giờ thì hôm nay chúng tôi xin phép nghỉ sớm một chút, cố gắng hết sức để mà làm tròn cái nhiệm vụ. Bây giờ thì xin cùng thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng cùng Chư Tôn Đức giúp cho cái phần thời gian còn lại. Kính chúc quý ngài được an vui và Phật tử được tiến hóa. Nam mô Phật Thầy. Sa tu kính truyền Hòa Thượng Tự Sư. Thưa quý vị, thường thường khi Hòa Thượng Tự Sư bệnh thì chúng tôi hay thánh Hòa Thượng đi nghỉ. Nhưng mà chúng tôi biết một điều rằng nhiều khi những vị pháp sư đó trong lúc bệnh mà thuyết pháp đó, nó cũng là một cái lực để cho vị đó có sức khỏe thêm. Đó là trường hợp của Hòa Thượng Tự Sư. Như vậy rất là cảm kích là Hòa Thượng đã dành thời giờ để giảng bài học ngày hôm nay, và mặc dù ngắn hơn một chút thôi nhưng mà một việc cũng rất là tốt. Điều đó cho chúng tôi thấy rằng nhiều khi cái pháp lạc nó cũng nuôi dưỡng cái sức khỏe của chúng ta rất là nhiều. Bây giờ Thánh Sư Huynh đi nghỉ, Phật gọi lại sư đệ và Chư Tăng sẽ phụ trách. Thưa quý vị, nếu mà có vị nào đã từng học thắng pháp đó, thì quý vị sẽ tìm thấy những cái bài ghi mà Hòa Thượng Tự Sư ghi ở tại đây đó. Nó rất là lợi ích để cho chúng ta có cái điều kiện nghiên cứu từ 24 chương và qua 52 chương thì bản liệt kê rất là rõ ràng để chúng ta thấy rằng có cái duyên nào mà nó được chia ra thêm nhiều nhánh rẽ, nhiều nhánh nhỏ,
còn có những duyên nào mà chúng ta không được chia. Khi mà chúng tôi hồi còn nhỏ học đó, chúng tôi nhớ rằng Hòa Thượng Tịnh Sự đó, thì ngài ngài có liệt kê, nhưng mà cái bản liệt kê của ngài được với mình chơi chút xíu nha. Bản liệt kê của ngài thì tương đối hơi hơi khó để chúng ta theo như là bản này. Và về sau này thì cô Bảy Vĩnh Phúc á, khi chúng tôi học với cô Bảy thì cô Bảy có đem cái bản này ra cô Bảy làm. Nhưng mà phải nói rằng vì nào đã học rồi thì thấy cái bản của Hòa Thượng Từ Siêu đó là tương đối là bản sáng nhất, rõ nhất. Ở đây thì nếu quý Phật tử mà đi sâu vào thì thấy rằng có những thứ mà chúng ta không có thể đơn cử, tức là nói một mình. Dĩ nhiên là có những thứ duyên mà chúng ta đơn cử một một duyên được, nhưng mà có những thứ nó lại có cái, chúng tôi tạm dùng cái chữ gọi là chồng lấn lên nhau. Lấy một cái thí dụ trong đời sống hàng ngày, khi chúng ta đi học á, thì đôi khi người ta có phân là đây là psychology, là tâm lý học, đây là sociology, là xã hội học, rồi anthropology là nhân chủng học. Nhưng mà rồi khi mà chúng ta đào sâu vào những môn đó thì thưa quý vị, nó lại chồng lấn với nhau. Ở trong nhân chủng học thì họ bắt chúng ta học về những lớp như là human development, học về physiology, rồi chúng ta học nhiều thứ chứ không phải là như vậy. Và cái môn học của nhà trường đôi khi họ phân ra từng môn, nhưng mà lại có nhiều khía cạnh nó chồng lấn. Bởi vì mình học một cái môn đó, thì họ bắt buộc là mình phải học thêm những môn khác, tại vì không thể tách rời được. Thì cái gọi là chồng lấn đó là lý do tại sao mà 24 duyên chia thành 52 duyên. Như quý vị thấy, cái trưởng duyên thì có câu sinh trưởng duyên. Thì cái câu sinh duyên đó, Sahachata Bachayo, cũng là một thứ duyên mà cái Atipatipatayo cũng là một cái duyên. Nhưng mà trong trường hợp nào đó thì hai duyên đó nó có sự chồng lẫn thành ra là câu sinh trưởng duyên. Hay là cảnh duyên riêng mà trưởng duyên riêng, nhưng mà có lúc là chúng ta gọi là cảnh trưởng duyên. Thì ở đây chúng ta nên hiểu rằng những cái sự chồng lấn như vậy đó được ghi nhận. Và do vậy, từ ở trong chánh đạn, các vị Asali đã đem ra để mà đưa vào bản liệt kê. Và ngày hôm nay, nó cũng là một điều rất là tiện lợi khi mà chúng ta có những cái bản liệt kê sáng sủa như vậy. Thì thưa quý vị, đây đó, thì sau khi mà đưa ra cái bản liệt kê từ 24 trở thành 52 đó, thì chúng ta có một cái phần thứ hai là phân chia theo cái chủng loại. Ở đây Hòa Thượng Từ Siêu gọi là giống cha tí. Thật ra thì cái chủng loại này đó, quý vị nên hiểu là cái phương thức, cái cách trợ sinh. Nó có nhiều cách lắm, nhiều cách. Nhưng mà ở đây có 9 cách mà chúng ta tìm thấy. Cái cách này đó, nó được hiểu như là một cách nói chung chung về cái phương cách mà pháp này tác động cách kia. Thí dụ như mình nói, cái giống câu sanh đó, tức là nó cùng sanh mà nó trợ nhau. Chữ câu đó là cùng với. Nó khác với chữ đồng sanh. Có nhiều khi đồng sanh mà không có câu sanh. Cái này đó là câu sanh, là nó có một sự liên đới. Nó cùng sanh mà có sự liên đới, gọi là câu sanh. Chúng tôi tạm lấy một cái ví dụ là những người đồng có mặt ở trong nhà hàng, không nhất thiết là những người đó có sự liên kết với nhau, nhưng mà những người cùng hợp để mở nhà hàng thì họ có một sự liên đới mật thiết với nhau. Cái đó chúng ta gọi là câu sanh. Và do có sự liên đới này đó, nó tạo nên một cái ảnh hưởng nhất định và ở trong cuộc sống. Chúng tôi lấy ví dụ là ngày hôm nay người ta lập một cái viện đại học hay lập một công ty,
thì họ hay mời những vị vào trong board director, và những vị đó họ nổi tiếng về ngành, về tài chính, về pháp luật, về kỹ thuật, về tin học, về nhiều thứ. Và sự có mặt của những cái thành viên ở trong một cái hội đồng quản trị đó mà đa dạng, mà gọi là có sở trường về nhiều lĩnh vực khác nhau đó, thì khiến cho cái công ty đó có một ảnh hưởng rất là quan trọng. Bởi vì ở bên Mỹ, quý vị thấy rằng có nhiều khi người ta trả tiền rất cao để có những người cho mượn cái tên của họ thôi. Thí dụ như họ đã từng là Bộ trưởng Tư pháp, hay từ Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, hay hoặc giả là từng là đóng cái vai trò này vai trò kia vào trong hội đồng quản trị để cái tên vào, và họ chỉ đi họp nhất định, nhưng mà họ có lương rất cao, lương cao để cho mượn cái tên như vậy. Tại vì cái sự có mặt của họ nó tiêu biểu cho cái giá trị. Thì ở đây cái cách đặc biệt là câu sanh đó, tức là có một cái sự sanh khởi, câu kết, gắn bó, liên đới và nó trợ với nhau. Đó là một cái chủng loại, đó là một cái chủng loại của duyên hệ. Rồi nó trợ bằng cách làm đối tượng, và trợ đối tượng tức là trợ, chúng ta gọi là trợ bằng cảnh đó, và trợ bằng cảnh, làm đối tượng. Thì thật ra cái đối tượng này đó, nó có rất là nhiều trường hợp, nhưng mà chúng ta nói như vậy là theo trong thắng pháp đó, thì hai cái yếu tố tâm và cảnh, tức là tâm thức và cái biết của tâm thức, nó đều có cái tương tác nhất định hết, nó đều có sự chi phối nhất định. Đó là lý do tại sao mà người ta nói rằng chúng ta sống ở những nơi mà thông thoáng, hồ rộng núi cao, cái tâm của chúng ta nó khác, và chúng ta sống ở thị thành chúng ta nó khác, ở nơi chật hẹp chúng ta nó khác. Con người chúng ta thường lui tới những cái công viên, những cái vườn thiền, thì tâm của chúng ta đã khác. Mà chúng ta thường sống với những cái ly chi máy móc, cái tâm của chúng ta đã khác. Thì cái cảnh nó luôn luôn nó có một vai trò nhất định. Thành ra chúng ta gọi đó là cái chủng loại là làm đối tượng cho tâm. Và bây giờ thì chúng ta ôn lại bài mà Hòa Thượng Từ Siêu vừa giảng, nó có một cái chủng loại khác chúng ta gọi là chủng loại về vô gián. Vô gián, vô gián chính là chủng loại nó mang tính cách, đòi hỏi tính cách là không có gián đoạn và không gián đoạn. Như bây giờ chúng ta thấy rằng có những trường hợp mà những cái cửa tiệm mà họ mở, như những cửa tiệm mở có những ngày mà không có khách, và có những ngày trời mưa không có khách, hay có những ngày rất là vắng khách. Nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà bữa đó trời mưa họ ra đóng cửa, không phải. Dù nắng, dù mưa, dù thế nào cũng phải mở cửa. Tại vì sao vậy? Cái mà họ cần là khách hàng nghĩ tới là hôm nay là ngày ở trong tuần, từ mấy giờ tới mấy giờ các cửa tiệm mở cửa. Và họ đến, họ mới mở cửa thì họ mới đi đến. Còn nếu mà khi họ đến mà có lúc có, lúc không, thì thứ viện người ta lâu ngày ta sẽ bỏ. Chúng tôi có một lần đi sang bên Nhật Bản, có cái trường hợp đó là ở trong phái đoàn thì chỉ có 3 người thôi, và chúng tôi Hòa Thượng Hộ Giác và một vị cư sĩ. Nhưng mà rồi đi qua cái hòn đảo thì chiếc phà nó vẫn đi, và lúc đó cái vị cư sĩ đó mới nói, Hòa Thượng nói rằng nếu gặp mình chắc không phải chạy đâu, thì chiếc phà nó lớn. Nhưng mà thật ra thì cái mà người ta chạy không phải là vì khách hàng không, mà nó vì cái tính cách liên tục. Do cái sự liên tục này á, nó mới tạo ra cái sự tính toán của những người đi. Nếu người đi mà họ đi đến đó mà không biết là khi nào có, khi nào không, thì có ai tính toán được cái gì đâu. Không tính toán sao đi được. Thành ra nó có những thứ trong đời này đó, nó được đặt vào cái luật gọi là luật liên tục. Và luật liên tục nó phải thường xuyên. Như là chúng ta nấu một nồi cơm, không thể nói mình cơm 30 phút là chín, nhưng mà nấu 5 phút rồi nghỉ, rồi 15-20 phút sau chúng ta mở lửa ra. Nó không liên tục gì đâu. Nó không phải tạo thành nồi cơm chín, mà nó sẽ tạo một cơm sinh. Thật ra nó có một cái luật gọi là luật về không gián đoạn, không gián luật liên tục. Và nó cũng có một cái
luật khác mà quý vị có nghe đó là về cái gọi là tiền sanh và hậu sanh. Dạ. Cái tiền sanh và hậu sanh này đó thì rất là khó để biết hết trong đời sống, là bởi vì cái biết của chúng ta nó bị đóng khung trong một cái khung thời gian. Cái khung thời gian đó là khung hiện tại, và đặc biệt là cái gì thuộc về tương lai hay thuộc về quá khứ thì chúng ta rất ít khi biết đến. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là do Đức Thế Tôn sẽ thành đạo năm 35 tuổi. Thật ra trước khi Ngài thành đạo 35 năm trước thì cái cây Bồ Đề đã đâm chồi ở dưới một ở trong một cái khu rừng gần cái dòng Niranja. Dạ. Cái đó cái mãnh lực của nghiệp. Có rất nhiều người sau này lớn lên họ sẽ trở thành những nhân vật lỗi lạc, đó là một tổng thống, một vị nhà khoa học, vân vân. Thì cái các căn của họ, và các căn của họ nó vốn đã hình thành từ ở trong thai bào, trong bụng mẹ, hay hoặc giả là một cái vị sau này sẽ chứng qua a la hán thì cái vị sanh lên với một cái nghiệp rất khác. Nhưng mà do cái sự thành đạo sau này, do cái sự thành tựu sau này đó, thì cái sự khởi sự nó phải là có kiếp, nó có khác đi. Chúng tôi có kể quý vị nghe chuyện này rồi. Cái mãnh lực đi sau mà nó lại tạo ra cái trước. Yeah. Mãnh lực đi sau tạo ra cái trước. Điều đó là một cái điều mà gần như là nó xảy ra rất thường, mà nó vượt ngoài tầm mắt của chúng ta, mà chúng ta không bao giờ thấy được. Chúng tôi có nhắc quý vị là một cái tài liệu rất là thú vị mà chúng tôi đọc cách đây khoảng chừng mấy mươi năm rồi, nói về hai cái nhân vật đóng vai trò cũng rất nổi bật ở trong đình nhị thế chiến, đó là Adolf Hitler, tức là Hitler đó, và tướng Montgomery, tức là cái vị tư lệnh mà quân đội của Anh chiến đấu bên cạnh tư lệnh Eisenhower của Hoa Kỳ đó. Thì hai người này thực sự đã có mặt ở trong thế chiến thứ nhất, và cái xuất thân của hai người này đó đã dẫn đến hai cái nhìn đối chọi khác nhau, mà sau này nó xảy ra cái nảy lửa của đệ nhị thế chiến. Thì thưa quý vị, cái việc nghiệp duyên nó dông rủi hết. Và khi mà người ta quay lại, người ta thấy rằng những cái mầm mống của đại họa đã xảy ra từ thế chiến thứ nhất, nhưng mà lúc đó không ai thấy. Chúng ta rất là mù mịt về tương lai, những con người, những sự kiện mù mịt tương lai, nhưng mà rồi khi nó qua rồi đó, thì chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy cái giai đoạn sau nó xảy ra là do cái giai đoạn trước. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Yeah, cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Nên chi rất cần để chúng ta hiểu về về những cái mà chúng ta gọi là cái yếu tố chênh lệch của thời gian, hoặc là sanh trước hoặc sanh sau, nó chi phối. Mà ở trong duyên này nó gọi là giống tiền sanh hay là giống hậu sanh, tức là trợ bằng cách sanh trước hay trợ bằng cách sanh sau. Cái sắc bản quyền thì thật ra là nó là cái năng lực để duy trì sự tồn tại. Và lát nữa chúng tôi sẽ trở lại với cái phần này ở trong cái phần gọi tới về lực. Thì chúng ta hiểu rằng sự sống luôn luôn đòi hỏi có một cái yếu tố đó, là làm sao cho nó được tồn tại, cũng như là một cái hạt giống mình gieo xuống rồi thì không phải chỉ có hạt giống gieo xuống, mà hạt giống tốt là cái cây sẽ tốt đâu. Cái hạt giống tốt là một lẽ, mà cái việc mà nó vun phân, tưới nước lại là một chuyện khác, chuyện chăm sóc của người khác. Chúng tôi ở chùa đó, thưa quý vị, có những cái ốc, cái cây sồi rất là lớn, nhưng mà hàng năm thì phải làm một công việc, đó là vun phân ở chung quanh cây ốc. Chúng tôi học điều này tại vì đi xe trong thành phố thấy rằng những cây rất lớn mà người ta làm như vậy, không phải ta làm để cho đẹp không? Và chúng tôi hỏi những người làm vườn thì họ cho biết rằng cái cây tuy nó lớn, nhưng mà nếu mình không có vun phân
thì cái đất ở dưới nó sẽ cằn cỗi, là một. Và thứ hai là cái quả nó mọc quá gần nó sẽ làm cái cây yếu đi. Thì mà cái chủng loại của cây được trồng xuống nó là một cách khác, nhưng mà cái sự duy trì nó lại là một cách khác nữa. Nên về điểm này thì chúng ta nên hiểu về cái gọi là giống sắc bản quyền. Cái cách mà trợ, cái phương cách mà trợ khác mà ở đây chúng ta nói về thường cận y đó, cái thứ 8 đó là cái này đó, nó là một cái việc mà lặp đi lặp lại trong đời sống. Và cái lặp đi lặp lại này nó lại tạo một cái ảnh hưởng nhất định. Một ảnh hưởng nhất định. Lấy ví dụ như là một cái người bình thường. Một người bình thường, họ nói những điều rất là bình thường, và chúng ta nghĩ rằng người này không có gì ảnh hưởng đến mình. Nhưng người đó ở gần mình, và họ nói chuyện với mình nhiều, họ tiếp xúc với mình nhiều, họ thường xuyên nói chuyện, thì đôi khi nó tạo nên những ảnh hưởng nhất định mà nếu chúng ta không để ý, chúng ta không thấy ở trong cách nhìn, cách nói. Chúng tôi nhớ rằng cách đi nhiều năm đó, có một cái vị sư ở trong chùa. Vị sư này thì lại có một cái tính là hay để ý đến mấy cái đồ điện đó, đồ mà những cái đồ đặt đồ điện này nọ. Thì chúng tôi thấy vị sư đó, chúng tôi cũng hoan hỉ là ở chùa có cái vị mà thường có thể sửa chữa được chuyện này chuyện kia. Nhưng mà ở một thời gian thì chúng tôi nhận ra một điều rằng lúc này của bộ mình để ý đến đồ điện có hơi nhiều. Rất là đơn giản là tại vì vị sư đó hay nói, ăn cơm cũng nói, ra ngoài cũng nói, đi xe cũng nói. Và vị đó hay đi đến những tiệm đồ cũ, mua những máy cũ về sửa chữa và cứ nói cái này kia. Người ta tự nhiên để ý. Và sau thời gian thì chúng tôi nói rằng không được. Và nếu mà mình không khéo á, thì cái tâm của mình nó sẽ bị ảnh hưởng với điều này. Và từ đó trở đi thì chúng tôi tìm cách chúng tôi tránh đi, bớt đi những cái nói chuyện mà về vấn đề đồ điện. Thì quý vị biết rằng cái cự ly á, cái cự ly tức là cái gần và cái mà nó lặp đi lặp lại vậy, có mặt trong đời sống mà ảnh hưởng chúng ta chứ không phải ảnh hưởng đâu. Nên đây cũng là một cái cách trợ. Và sau cùng thứ vị nó lại có một cái cách trợ cuối là gọi là dị thời nghiệp duyên. Dị thời nghiệp duyên tức là một cái nhân được gieo ra và cái quả nó trổ, nó không ngay lúc đó chúng ta không thấy được, chúng ta không có nhận ra được, mà chúng ta có cảm tưởng như là chuyện này nó ở đâu nó tai bay quả gửi, ở trên trời rớt xuống dưới đất chung lên, không có, nó có liên hệ đến nghiệp quá khứ, nghiệp quá khứ. Và cái nghiệp này thì rất ư là khó để có thể giải thích. Ví dụ như là chúng tôi nhớ bây giờ thì không, nhưng mà ngày xưa còn ở Việt Nam thì cái cây sầu riêng nó ra rất là chậm, có khi trồng mười mấy năm mới có trái. Và nhiều khi cái cây ở đó chúng ta quên bẵng nó đi, chúng ta không nghĩ tới, nhưng bỗng nhiên tới một ngày có cái trái nó rụng xuống, cái cây sầu riêng có trái, quên đi. Thì cái đó chúng ta gọi là cái dị thời mà thành tựu, dị thời mà chính. Tại vì từ lúc mình gieo xuống tới có trái nó lâu lắm, nó lâu quá chúng ta không có nhớ, không có biết. Nhiều trường hợp như vậy ở trong cuộc sống này, thưa quý vị, rất nhiều trường hợp nó tạo nên những cái ảnh hưởng. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta sống trong vô minh. Chúng ta sống vô minh là tại vì chúng ta không có sanh tử minh. Chúng ta không có nối kết được cái nhân và quả. Tại vì cái quả nó sanh ra sao quá lâu. Và vì cái quá lâu đó nên nó lại nó khiến chúng ta hoàn toàn mơ hồ hay là hoàn toàn không biết gì về cái nhân. Và do không biết về cái nhân quả của đời sống đó nên chúng ta không có thấy được. Và chúng ta không thấy được cái vấn đề, bởi vì
những vị mà chứng các đạo chứng quả bằng tam minh, các bậc thánh bằng chứng túc mạng minh rồi, tức là nhớ lời kiếp trước rồi, và chứng sanh tử minh, thấy những cái đầu mối nhân này nó cho quả này, nó không phải chuyện dễ đâu. Dạ, đó là một chuyện rất là khó. Thì bây giờ thứ vị, sau khi mà chúng ta nói về chính cái cách, chính cái tác động, thì chúng ta mới nói chính, nói đến ba cái lực. Và ba cái lực hay là ba cái ảnh hưởng, ba cái lực. Lực này gọi là lực tác động sanh khởi, tác động sanh khởi, rồi tác động mà Hòa Thượng sử dụng ở đây gọi là mãnh lực trời sanh. Rồi chúng ta muốn nói đến một cái lực, cái lực gọi là lực gia cố, hay là lực ủng hộ, mãnh lực ủng hộ Hòa Thượng, và nói về cái lực để mà duy trì. Ở đây chúng ta nói về lực về bảo tồn, duy trì. Thì cái tác động sanh khởi đó là nó tạo ra cái điều kiện để có. Ở đây chúng tôi tạm thí dụ nó như vậy là những nhà lập pháp đó, họ thông qua một cái đạo luật như Quốc hội Hoa Kỳ, nói cho dễ hiểu là khi họ đưa ra một cái dự luật, dự luật tức là một cái dự thảo của một đạo luật nào đó, một cái dự luật này chỉ là cái đề nghị thôi, và dự luật đó có thể được đưa ra bởi tòa bạch ốc, bởi bên hành pháp, hay được đưa bởi một dân biểu, một nghị sĩ nào đó, thì cái dự luật này nó sẽ qua một cái tiến trình và là được chuẩn thuận, được phê chuẩn. Thì cái việc bỏ phiếu á, cái bỏ phiếu mà từ một cái dự luật biến thành đạo luật á, thì cái đó nó được thí dụ cho mãnh lực trợ sanh, tức là từ cái không có tạo thành cái khó, tạo thành cái có. Dạ, từ cái không có tạo thành cái có, gọi là cái tác động trợ sanh. Tác động trợ sanh, hay là ở đây chúng tôi gọi là cái tác động sanh khởi, từ cái không có trở thành có. Nhưng một khi một cái đạo luật biến, một cái dự luật biến thành đạo luật rồi đó, thì nó phải được cái gì? Được bên chấp pháp hay là bên hành pháp? Dạ, được bên hành pháp. Ở bên hành pháp đó là đem ra thực hiện. Dạ, đem thực hiện. Thì cái hành pháp đem thực hiện đó, nó lại phải được cái sự một cái sự khẳng định. Nếu cái đạo luật đó mà sau khi thông qua rồi mà bên tư pháp, tối cao pháp viện phủ quyết nói rằng cái đó đi ngược lại hiến pháp thì không có áp dụng được. Nhưng mà khi áp dụng mà những chỗ khác không nghe, mà bộ tư pháp, tức là tối cao pháp viện khẳng định rằng cái đó phải tiếp tục đó, thì ở đây đó chúng ta nói đến hai cái lực. Một là cái lực ủng hộ, hai là cái lực bảo tồn. Yeah. Cái lực bảo tồn này đó nó tương tự như là bên hành pháp, và cái lực ủng hộ đó nó tương tự như là bên tư pháp, bên tổ cao pháp viện. Nói cách dễ hiểu để quý vị hiểu rõ hơn là ví dụ như là có một cái đạo luật về y tế mà chúng ta ở Mỹ quen gọi là Obamacare, thì khi mà chưa có mà nó trở thành có đó, thì chúng ta gọi là cái tác động khởi sanh. Dạ, tác động sanh khởi, mà ở đây gọi là mãnh lực trợ sanh. Nhưng mà rồi khi mà đã được thông qua bởi Quốc hội rồi đó, thì đem áp dụng á, thì bên hành pháp tức là tòa bạch ốc cũng như là chính phủ liên bang phải ra cái đạo luật mà tất cả các người đều phải tuân hành. Nhưng mà rồi có nhiều tiểu bang không đồng ý, nhiều tiểu bang lại phủ quyết, thì cái chuyện đó lại đưa lên tố cao pháp viện, và tố cao pháp viện đã nhiều lần đã phủ bác về cái sự phản đối và ra lệnh cho tiếp tục duy trì. Thì khi chúng tôi nói như vậy là tại sao chúng tôi phải dùng cái thí dụ này, tại vì nếu chúng tôi không nói đó, thì quý vị sẽ thấy rằng ủa, cái ủng hộ và bảo tồn nó giống nhau, nhưng mà bảo tồn là giống như là bên hành pháp, và ủng hộ là giống như bên tư pháp, tức là tối cao pháp viện phải giải thích hiến pháp là điều này phù hợp với hiến pháp,
và chính phủ bắt buộc là những cơ sở thương mại bao nhiêu nhân viên đó là phải có cái trách nhiệm là phải mua bảo hiểm cho nhân viên của mình, và không mua không được. Hay là chính phủ nói rằng người dân phải có bảo hiểm, và nếu không có đủ tiền chính phủ tài trợ nhưng phải mua bảo hiểm. Và rồi cho dù có cái tiền bệnh như là đau tim, ung thư thì các hãng bảo hiểm cũng không thể từ chối được. Nếu những hãng bảo hiểm mà họ từ chối hết thì cũng có những bảo hiểm của chính phủ phải chịu để chấp nhận bán bảo hiểm cho những người có bệnh này. Tại vì chắc chắn là quý vị biết là bảo hiểm nào cũng vậy hết á, nó bán ra mà họ thấy lỗ thì sao mà họ trả tiền chỉ có mấy trăm đồng một tháng, mà một tháng họ trị bệnh có mấy chục ngàn, làm sao mà bảo hiểm bán được. Thì như vậy đó, nó có một cái lực gọi là ủng hộ của tố cáo pháp viện. Thì nói chung là cái chuyện này nó hơi rắc rối một chút. Và rắc rối một chút là chúng ta phân biệt giữa cái lực của duy trì và cái lực về ủng hộ. Nhưng mà ba cái này đó, thì chúng tôi tạm lấy cái ví dụ là chúng ta có lập pháp, có hành pháp và có tư pháp ở trong cái vùng mới xã hội để nói lên cái vai trò riêng, cái lực riêng và cái ảnh hưởng riêng. Và ảnh hưởng này nó hoàn toàn khác nhau. Và ảnh hưởng các nhà lập pháp khác với ảnh hưởng nhà hành pháp khác với ảnh hưởng của các nhà tư pháp. Thì thưa quý vị, trong một cái tổng kết về duyên hệ hôm nay thì Hòa Thượng Từ Siêu chỉ giảng ba phần này, nhưng mà chỉ muốn nói thêm một cái phần khác để kết thúc cho phần duyên hệ, tại vì đây là cái bài cuối cùng của duyên hệ. Đó là cái nhìn của người Phật tử, đặc biệt là người tu, đối với cái giáo lý duyên hệ, một giáo lý rất là quan trọng. Tuy nhiên tại vì hơi khó, tại vì chúng ta ít biết lắm. Chúng ta biết về thập vị nhân duyên nhiều, nhưng mà chúng ta không biết về duyên hệ, không có phổ thông. Duyên hệ chỉ có những vị học tháng pháp biết thôi. Khi nói về giáo lý duyên hệ thì cái bài học thứ nhất chúng ta cần học đó là cuộc sống đó, nó do nhiều nhân, nhiều duyên chi phối. Tại sao Phật Pháp không... Xin lỗi quý Phật tử, có nghe lời được không? Dạ. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại nói một điều là người ta thường hay tranh luận với nhau là có phải, ngay cả người Phật tử tin rằng trời sanh ra mình, hay là trời cho sao thì mình nhận như vậy, hay là trời sanh vô sanh cỏ. Có nhiều Phật tử đó đi chùa rất lâu nhưng mà vẫn giữ một cái ảnh hưởng, cái quan niệm này phát xuất từ một cái truyền thống văn hóa gọi là Tam giáo đồng nguyên, tức là Nho, Thích, Lão, là đạo Khổng, đạo Phật và đạo Lão nhập lại. Nên chi đôi khi chúng ta hay dùng chữ trời Phật cho nhiều hưởng như đó, nhưng mà thật ra thì cái tinh hoa của Phật Pháp rồi dạy rằng các pháp do duyên mà sanh. Và cái duyên này thì nó nhiều duyên lắm. Dạ, nó nhiều duyên chứ không phải có một duyên. Bởi vì chúng ta nên hiểu là tại sao
một vị sáng tạo chủ, một thượng đế toàn năng, một cái thượng đế độc tôn không có trong đạo Phật, là bởi vì đạo Phật dạy rằng cuộc sống nó có nhiều nhân nhiều duyên, và với nhiều nhân nhiều duyên này đó thì ngoài cái nhìn mà phi thượng đế, một cái nhìn mà không có một cái độc quyền làm chủ tất cả đó, thì nó còn có một cái tinh thần khác đó, là trong cuộc sống chúng ta không có nên thù oán hay là quy hết một trách nhiệm cho một người. Bây giờ chúng tôi nói điều này đó thì nó hơi nhạy cảm một chút, và có thể là quý Phật tử không đồng ý. Và chúng tôi biết là có nhiều vị không đồng ý, nhưng mà rồi chúng ta cứ thử nói đi, rồi đồng ý không đồng ý tới là chuyện khác. Trước nhất thưa quý vị, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang xảy ra đó, thì cả thế giới đều thấy rằng là do cái sự điên rồ, cái sự tính toán và cái quyết tâm xâm lăng của ông Putin. Dĩ nhiên là Putin, ông muốn rằng trong cái vai trò vị Tổng thống Nga đó, là ông sẽ lấy lại cái ảnh hưởng trước kia, là những quốc gia nào ở chung quanh nước Nga mà thuộc về Liên bang Xô Viết cũ đó, thuộc về khối Warsaw, bị khối Warsaw thì không còn nữa, nhưng mà ít nhất những một số nước ở gần vùng Trung Á như là Georgia, như là gọi là Russia hay là Ukraine đó, với một cái số dân Nga có đông đó, thì dân già phải quay trở về, và những nước này tuyệt đối không thể tham gia NATO hay không thể tham gia khối Liên Âu được. Đó là cái nhìn của thế giới, cái nhìn hiện tại của chúng ta hôm nay. Nhưng mà trong cái nhìn của Phật Pháp đó, ở đây chúng ta nói riêng về Phật Pháp đó, thì ông Vladimir Putin đó, Tổng thống Nga đó, chỉ là một ở trong những cái tác nhân, chỉ là một ở trong những hiện tượng nổi mà chúng ta thấy. Nhưng mà có một cái hiện tượng khác mà chúng ta không có đủ khả năng nhìn thấy. Đó là do cái nghiệp quá khứ mà chúng ta không biết được của người Ukraine. Bây giờ họ đang sống trong chiến tranh. Cái này thì hơi khó nói thưa quý vị. Dĩ nhiên là chúng ta không có phủ nhận rằng chính ông Putin là người tạo ra điều đó. Nhưng mà nó bên cạnh đó thì nó còn có cái nghiệp của dân Ukraine. Và thưa quý vị, bên cạnh đó nó lại có một cái những gì mà chúng ta biết được về thế giới này nữa, nó giống như cái phần nổi của tảng băng. Cái tảng băng mà nó nổi lên, cái phần nổi đó ít, nhưng mà cái phần chìm ở trong nước thì nó rất là nhiều. Do vậy cuộc sống đó, thưa quý vị, ví dụ như trường hợp của vua Lưu Ly đem xâm lăng tàn hại dùng Thích Ca, thì chúng ta có nhiều cách nói. Cho nên đó là vua Vidu đã phá là cái nhân của cuộc chiến, đúng, không có sai. Nhưng mà rồi ở trong kinh lại cũng có nói rằng sở dĩ dòng họ Thích Ca mà bị thảm sát như vậy đó là cũng là do cái nghiệp trong quá khứ đã cùng nhau đi tắt đìa và đi giết lớn một số lượng cá lớn, và bây giờ có cái cộng nghiệp bị thảm sát như vậy. Chuyện đó trong kinh có nói. Và chúng ta cũng hiểu rằng cũng có cái nhân hiện tại là dòng Thích Ca do cái sự kỳ thị giai cấp, cái giai cấp do sự phân biệt giai cấp mà tạo nên. Và chúng ta cũng nói rằng do vua Ba Tư Nặc mất sớm mà tạo ra điều đó. Nó có nhiều lý do lắm. Và có nhiều lý do. Thế nên bây giờ, một khi mà gặp bất cứ chuyện gì đó mà chúng ta đem hết để quy cho một nhân một duyên đó, thì chúng ta không nói rằng chuyện đó sai,
Dạ, ví dụ nói bây giờ cái cuộc chiến tại Ukraine do Putin thì chuyện đó không có sai. Nhưng mà ông Putin chỉ là một ở trong những cái nguyên nhân thôi. Nó có những nguyên nhân gần, xa, trực tiếp, gián tiếp, thế này, thế khác. Thì chúng ta không biết được. Và quả thật là nó ảnh hưởng. Và đôi khi quý Phật tử hỏi rằng mình không phải là người tiên chiến, mình cũng không phải là người tạo ra chiến tranh, mình cũng không có tội gì hết. Tự nhiên ở cái vùng quê xa xôi nào đó, mỗi ngày sống bằng cái nghề chạy taxi, mà bây giờ xăng lên giá nhiều quá, xăng lên giá nhiều quá, ảnh hưởng đến mình. Tại sao do một cái ông Putin, do một cái nhìn của người Nga về vấn đề ảnh hưởng đất đai, mà lại khiến cho mình bị liên hệ lại như vậy. Nhưng mà thật ra mình khoan nói như vậy, tại vì thật ra thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta nó là một cái liên đới trùng trùng khi chúng ta có mặt ở trên thế giới này. Từ cái chai nước mình uống cho đến cái thực phẩm mình ăn, cho đến cuộc sống mình hàng ngày, cuộc sống tinh thần vật chất, nó luôn luôn bị chi phối bởi nhiều. Và cái ý chí, cái ý muốn của chúng ta, nó chỉ là một phần rất nhỏ, và phần rất nhỏ. Và khi nào chúng ta hiểu được điều đó, thì chúng ta mới nhận ra được là tại sao luân hồi là khổ. Luân hồi là khổ là bởi vì thế gian này vô hộ, vô chủ. Chúng ta rất là bất lực. Chúng ta rất là bất lực với cuộc sống này. Đôi khi chúng ta cao ngạo, chúng ta nghĩ rằng mình to bằng trời. Đôi khi chúng ta cao ngạo, chúng ta nghĩ rằng mình làm chủ tất cả. Nhưng mà không, không có đâu. Chúng ta thật ra thì có thể khá hơn người Ukraine. Người Ukraine bây giờ giữa mùa đông tuyết lạnh lẽo, bà vợ phải xa chồng, bồng bế con cái đi tị nạn. Cả 2 triệu người Ukraine đã đi qua Poland, qua Ba Lan để tị nạn. Thì thứ vì đạn nổ, bom rơi, bao nhiêu cái sự hiểm họa chết chóc đang xảy ra, người ta cảm thấy bất lực. Ủa, tại sao? Ở thế kỷ 21 rồi, mình sống giữa trời Âu, ở trong một thế giới mà có Liên Hiệp Quốc, có hiến chương Liên Hiệp Quốc, có hiến chương bảo vệ nhân quyền thế kia kia, mà nó tạo ra một cái thảm kịch như vậy. Nhưng mà điều đó nhắc nhở cho chúng ta một lần nữa thấy rằng ở trong cuộc sống không nên đinh ninh. Không nên đinh ninh cái gì hết. Đức Phật, Ngài đã dạy chúng ta điều gì? Thí dụ như vài hôm nữa, Hòa Thượng Từ Siêu sẽ cho chúng ta học về kinh pháp, học phản ngữ của kinh pháp cú. Ở trong đó có những câu mà Đức Phật Ngài dạy rất là đơn giản thôi. Một khi thần giới hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Thân nhân dù có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết đứng nhìn khóc thôi. Và quý vị thấy không? Khi cái chết nó đến, chúng tôi đã từng chứng kiến người có cả một cái sự nghiệp rất lớn. Mà quý vị biết rằng một tuần mà chích một cái thuốc từ Canada mang qua, một mũi thuốc không là 10.000 đồng, mà vẫn có đủ chích mấy chục tuần lễ vì bệnh ung thư gan. Nhưng rồi cũng chết. Và có những người mà chồng rất giỏi, con thì đỗ đạt, 5-6 đứa nào cũng là giàu có tiền bạc hết. Nhưng mà khi người vợ, người mẹ bị bệnh thì bó tay thúc thủ. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Thân nhân dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết đứng nhìn khóc thôi. Chúng ta thích luân hồi, chúng ta muốn luân hồi, nhưng mà chúng ta chưa có cảm nhận, chưa có thấy sự bất lực của chúng ta với bao nhiêu là cái duyên nghiệp, bao nhiêu sự liên đới. Chúng ta tưởng tượng đi, cái chuyện chiến tranh ở một vùng đất xa thôi như Ukraine đó, nó như một sóng thần. Trận sóng thần đó nó sẽ ảnh hưởng là cái giá tăng của dầu hỏa. Giá tăng dầu hỏa nó sẽ ảnh hưởng bao nhiêu thứ. Vài hôm nữa quý vị sẽ thấy rằng vé máy bay mình đi sẽ mắc hơn nhiều. Vài hôm nữa quý vị sẽ thấy rằng những cái giá thành, những sản phẩm nó sẽ tăng hơn nhiều. Vài hôm nữa chúng ta sẽ thấy rằng cuộc chiến không kết thúc đó, thì nó xáo trộn kinh tế đủ điều hết. Nga là một quốc gia cung cấp cái năng lượng dầu hỏa lớn. Và chúng tôi chưa kể điều này, nếu
bây giờ hiện tại chưa ai nói gì, nếu mà cái cục diện Ukraine nó là cái khơi mào của thế chiến thứ ba thì Albert Einstein là một trong những nhà khoa học về nguyên tử đó, ông nói rất có thể thế chiến thứ sau thế chiến thứ ba đó mà người ta chỉ còn dùng đất mà ném với nhau là bởi vì lý do là nhân loại là tàn phá hết rồi. Bom nguyên tử, vũ khí hạt tâm ở trên thế giới này đó, nó đủ sức đưa nhân loại trở về với thời hồng quang, đưa nhân loại trở về với thời đại đồ đá nữa, còn tệ hại hơn nữa. Chúng ta chưa biết thế chiến thứ ba xảy ra hay không. Dĩ nhiên là nhiều người nói không có đâu, nhưng mà ở trên đời này chúng ta không biết được. Dạ, có nhiều nhà báo đã buồn nói rằng người sau đề nghị thế chiến, người ta tưởng đâu là với cái gì của nhân loại đã hiểu biết về chiến tranh, đã tránh được đó, thì cái chuyện mà ở tại Âu Châu và một nước này xâm lăng nước kia, nước lớn xâm nước nhỏ, đó là chuyện của lịch sử, không, chuyện đó vẫn xảy ra bây giờ. Nên khi mà chúng ta nhìn cái cục diện chung của nhân loại thì chúng ta nhận ra được điều rằng mình không thể sống một mình như ốc đảo, và mình không thể nói rằng tôi muốn được bình yên là tôi bình yên, đó tôi muốn được bình yên đó, nhưng mà ra ngoài đổ xăng thì giá xăng đắt quá, mua diện đắt quá, nó ảnh hưởng trong muôn vàn thứ. Hay là bây giờ có cái chuyện mà người ta vẫn không có thấy rõ đó, đó là cái chuyện mà chống lại đại dịch Covid đó, thưa quý vị. Đại dịch Covid đó, nếu nước nào giàu có thừa tiền lắm bạc để mà sản xuất vaccine hay là mua vaccine đó, đừng nghĩ rằng như vậy là an toàn. Tổ chức WHO họ nói rằng cả thế giới phải hợp tác với nhau, tại vì Covid đã lan tràn khắp thế giới, và khi Covid mà nó còn tăng trưởng mạnh ở các nước nghèo á, thì điều đó nó sẽ hứa hẹn có những cái biến chủng mới, và biến chủng đó sẽ lây lan toàn cầu. Hiện tại bây giờ đó là mình vẫn còn chống đỡ Covid rời rạc, đó là lý do tại sao đã 2 năm rồi chúng ta vẫn còn lúng túng với Covid, tại vì ngay từ đầu chúng ta không có dùng toàn lực. Thế giới đã cho chúng ta thấy một sự ích kỷ, đã thấy một sự phiến diện, và nếu trong tương lai đại dịch xảy ra mà con người không đồng tâm, không cùng nhau chống đại dịch thì chúng ta không thể nào đẩy lưu được đại dịch. Tại vì chống đại dịch không phải chống 1-2 nước được đâu, 5-7 nước được đâu, mà phải chống toàn thế giới. Thì quý vị sẽ thấy rằng ở một điều như vậy là chúng ta sống tuy rằng có cái biệt nghiệp, nhưng mà có cái cộng nghiệp. Và trong cái cộng nghiệp đó thì thưa quý vị, tất cả chúng ta đều rơi vào trong hệ lụy. Mình học về giáo lý duyên hệ, học giáo lý duyên sinh, thì càng học thì chúng ta mới hiểu rằng cái vai trò của cái ý chí cá nhân thấy bị mất, mà cái sự liên lụy, cái sự cộng nghiệp nó nhiều. Mình sống giữa xã hội loài người mà bảo rằng cái gì liên quan đến con người không liên hệ đến mình, không có. Bởi vì nói một cách tóm tắt là cuộc trầm luân này là vui ít khổ nhiều, là hệ lụy là nhiều hơn, hay là nguy hiểm nhiều hơn nhiều lắm. Chúng ta cố gắng để suy nghiệm, chúng ta cố gắng để có thể nhìn Phật pháp qua giáo lý duyên hệ, thì quý vị có thể đọc điều lại, chúng ta sẽ nhận ra được rằng giáo lý duyên hệ cho chúng ta biết rất nhiều về một cái định lý hết sức là quan trọng của đạo Phật, đó là giáo lý vô ngã. Giáo lý vô ngã dạy chúng ta biết rằng thế gian là vô hữu vô chủ, cuộc đời không thuộc về ai, và những ai nghĩ rằng mình sẽ làm chủ cái thế giới này thì đó là những tâm hồn rất là bệnh hoạn, và chúng ta sẽ phải chịu nhiều cái nghiệt ngã do cái sự cộng hưởng, do cái cộng nghiệp, do cái việc mà chúng ta nói là cái bản chất tự nhiên của luân hồi. Như một vị A-la-hán đã từng nói rằng lỗi không phải tại thầy, lỗi không phải tại con, mà là lỗi tại luân hồi. Chúng tôi xin được kết thúc bài nói chuyện hôm nay ở tại đây. Và thưa quý vị, điều này cũng đã kết thúc phần duyên hệ Pachayo. Dĩ nhiên là chúng ta học cái này là chúng ta học hơi nhanh đó. Chúng ta không thể nào mà, chúng tôi biết quý vị không thể nào nhớ được.
Nhưng chúng tôi tin rằng với một vài cái khái niệm là chúng ta có dịp chúng ta đi trở lại với Phật tử, sẽ thấy ở đó có nhiều người ý quan trọng, không phải cho sự học Phật Pháp, mà ngay cả cho sự hành trì, cho cái nhìn của chúng ta trong đời sống này. Xin kết chương trình sinh hoạt hôm nay tại đây, và ngày mai này thứ thì chúng ta sẽ có giáo trình Phạn ngữ, và chúng tôi Hòa Thượng Tuệ Siêu và chúng tôi sẽ đảm trách. Xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị trong lớp ngày mai. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy nhé. Sa thú lành thai. Con tu nữ Như Pháp cùng đại chúng đông đâm thành kính đảnh lễ tri ân ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi thuyết giảng. Phần cuối bài học ngày hôm nay để chúng con được nghe hiểu và hành trì, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được an vui lâu dài. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Như Pháp biết được tín hiệu. Con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng tâm râm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo điều của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tương chỉ, không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn.